chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cây đèn Godox V1 sử dụng cái Sony. Chiếc đèn này thì đã ra mắt được hơn 1 năm rồi. Hôm nay mình mới có cơ hội, có thời gian để làm clip review cho các bạn, giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái đèn này. Thì cái đèn này là cây đèn nâng cấp sau khi mà sự thành công của cây đèn Godox V860 đời 2. Và cây đèn này được sản xuất với cái thiết kế mới hơn, là hình tròn như các bạn nhìn thấy trên này. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn coi để vậy hơn. Đây, nhân vật chính của mình đây. Cây đèn thì bao gồm đèn, pin và sạc của Godox, pin lithium nha các bạn, và chuẩn sạc mới tay. Đây, đây đèn của mình là như thế này, cũng không có quá lớn, và đầu đèn được thiết kế tròn giúp cho ánh sáng tản ra đều hơn. Theo như nhà sản xuất công bố thì cái Cooper number của nó là 92, sử dụng pin lithium polymer 7.2V 2006 mAh và đánh được 650 lần theo sự thông báo của nhà sản xuất, khoảng cách đồng bộ là 100m với wireless. Thời gian hồi đèn là được 1,5 giây thì cứ sau một lần đánh 1,5 giây là đèn tiếp tục đánh được, và được đồng bộ tốc độ cao HSS lên tới 1/8000. Có thể kết nối với 32 cân, có chế độ TTL M Multi Snell S1 S2. Pin thì mình sẽ mở ra như thế này nha các bạn. Đây, bấm vào đây, không đẩy ra. Pin của mình đây, rất là đẹp trai luôn. Pin sạc kèm theo với giá thành rất là tốt. Hiện tại bên mình bảo hành 12 tháng, chuẩn sạc Type-C thế hệ mới. Điều đặc biệt là sự cải tiến về thiết kế và cách lắp pin, cộng với ở đây mình rất thích cái thiết kế này ở cái phía phần miếng nhựa che cái bộ phận wireless bắt sóng á, thì đã làm được phủ mờ rất là nhìn rất là đẹp. Khác với những cái đèn trước là làm bằng vật liệu bóng thì anh em sử dụng nó sẽ dễ bị chầy, và có thể cũng hơi ảnh hưởng một chút xíu khi mà có cái gì đó chiếu vào đây, thì cũng mình nghĩ cũng có một phần sẽ ảnh hưởng về cái ánh sáng của mình khi mà nó bị chói hoặc bị rọi vào á. Và điều đặc biệt ở cái đèn này á, là mình có thể bật được cái đèn led năng lượng của nó từ số 1 đến số 10 cách xoay như thế này. Có thể là đây, xoay như thế này, bấm này là nó tắt, bấm này lên. Đây, cái này thì giúp cho mình chụp trong phòng hoặc là đi ra quay phim gì đó, nó cũng rất là ok cho anh em. Tất nhiên anh em vẫn phải mua những cái đèn hỗ trợ kia, nó sẽ tốt hơn. Cái này nó thuộc dạng không phải là chữa cháy, nhưng mà mình cần một điều kiện nào đó nó không quá phức tạp, nó đơn giản hơn thì mình có thể sử dụng được luôn, và mình không phải mang vác theo những cái đèn kia nó nặng hơn. Đấy là một lợi thế của
dòng này đây nó có các cái chế độ như những cây đèn khác và có những chế độ được nâng cấp cao hơn, và cây đèn này cũng có thể cắm vào máy tính và mình có thể update cái firmware mới. Hãng thì càng ngày càng nâng cấp những cái firmware cho ra đời tốt hơn, giúp người dùng xử lý các cái phần mềm xử lý cho người dùng tốt hơn. Và điều đặc biệt nữa nè, cái cây này nói nhiều cái điều đặc biệt không các bạn ạ? Ví dụ như là ở chế độ M, cùng cái khả năng mà mình giảm được cái phân chia công suất của đèn á, nó tới mức thấp nhất là 256, có nghĩa là giúp mình khi mà ra ngoài ngoại cảnh mình chỉ muốn đánh nhẹ, phút nhẹ vào mặt mẫu thôi, hoặc là những cái góc như cổ, giúp cho bớt tối á, thì nó rất là dễ chịu. Đây mình có thể chỉnh được cái mình có thể chỉnh với tính năng đặc biệt tiếp theo của cái đèn này là nó có thể điều khiển không dây đa chức năng và tích hợp đồng bộ với tất cả các trigger của dòng vô đốc. Ở đây mình cũng có một cây vô đốc X Pro dành cho Sony này ha, và ở đây mình có một cây X1T của Sony luôn. X2T thì mình không có ở đây. Đây, mình thử bật lên để test luôn cho các bạn thấy ha. Thì cách sử dụng thì khá đơn giản. Trên này thì mình chỉnh channel 1 và nhóm A là xong. Và trên này cũng thế. Chuyển qua chế độ quay cái góc đấy cho mình được, nên là mình chỉnh xong rồi mình sẽ đưa ra cho các bạn coi ha. Đây TTL có rõ không? Đang ở cân 1 và ở nhóm A, sau đó là kết nối thôi. Khi bật một phát một là X1 sẽ nhận được tín hiệu từ cây đèn qua sóng 2.4Hz mà nhà sản xuất đã công bố. Tất cả các cái này thì mình không có phải là người sử dụng hàng ngày nên là mình không có thể mà nắm rõ bằng anh em được, nhưng mà anh em đi sử dụng hàng ngày thì anh em sẽ có nhiều cách sử dụng thuần thục hơn mình. Mình chỉ giới thiệu những cái chức năng mà nhà sản xuất đã công bố. Nhà sản xuất cũng có nói là thiết kế thân thiện với người dùng, thì mình đúng là khá thấy là thân thiện thiệt. Tại vì bình thường bây giờ mình xoay cái đèn này nè, xoay trước xoay sau rất là dễ đó, rất là dễ và rất là nhanh. Còn đối với những cái đèn cũ á, thì cái thiết kế nó hơi cứng. Và đặc biệt nữa là ở cái khóa đèn này được làm bằng cái khóa này, không phải xoay vặn nữa. Và đặc biệt những cái dòng này thường á là của hàng hãng sẽ làm. Ví dụ như là Canon cũng hay làm thế này, Nikon cũng hay làm cái dòng như thế này. Cái khóa lóc không có cắt kẹt thôi, khá là dễ và giúp anh em mình thao tác nó nhanh. Thì chân đèn vẫn là UV860 đời 2 của Sony, vẫn là V860 đời 2. Của các dòng khác thì nó là bằng sắt các bạn. Thì đặc biệt dòng Sony là đều là ngàm nhựa. Tại vì ngàm nhựa thì mới sản xuất được cái chip như thế này. Và cái chip nằm dưới đây thì cũng rất là an toàn. Nhưng mà anh em mình cẩn thận thì mình lên giữ lại cái này ha. Trong hộp cũng có sẵn để bảo vệ cái chân đèn của mình cho nó chắc cú. Tại cây đèn này cũng khá là cao, V860
với giá bán mới là 3.790.000 vào thời điểm hiện tại. Nhưng mà nó cho ra chất lượng tốt. Đấy, như những cái thông số mà nhà sản xuất đã đưa ra. Test thử trên X1 cho các bạn. Trên cây này thì cũng đơn giản đấy, rất dễ. Cách hướng dẫn sử dụng cái này thì mình sẽ làm một clip sau ha. Rồi cái này cũng khá đơn giản, nó chỉ có 3 nút, một nút là mod nè, một nút là group nè, một nút là channel nè, và nó đóng vai trò là ok luôn. Có nghĩa là khi bạn chọn mod là bạn chỉnh được cái mod của ở cái nhóm đấy chẳng hạn. Rồi group là khi bạn chỉnh cái group, channel là khi bạn chỉnh kênh đó. Ok là khi bạn chỉnh các cái thông số xong thì các bạn ok. Cái này là vòng xoay để xoay các cái thông số khi mà mình đang xài. Nhưng mà trước khi xoay thì tất nhiên mình phải chọn vào cái mod rồi. Mình nói sơ sơ qua vậy thôi, chứ để làm một cái video khác chắc cũng khoảng tầm chưa đến 5 phút được. Rất là đơn giản. Là tốc độ đèn nó nhanh lắm nên là cái video cái máy của mình nó không có thu được cái ánh sáng. Nhưng mà bạn thấy là nó nhảy cái màn hình như vậy là nó đã nhận rồi. Đây bấm